Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trai Lở bên đây Nhật Đức nha. Hôm nay thì mình lại review cho các bác một cái sản phẩm, đó chính là cái lắp nhựa của cái ghế phụ cao ti. Đấy, cái lắp này rất hay bị vỡ mà không hiểu lý do vì sao vỡ, thì em thật sự các bác là em chỉ bán hàng thôi chứ em không chạy xe, em không biết được lý do vì sao nó vỡ. Nhưng mà thời gian vừa qua thì rất nhiều bác cao ti hay hỏi em ơi có cái lắp đít ghế nhựa ghế phụ cao ti không, thì đấy thì hôm nay thì em mới quét lên đây để quảng bá với anh em. Đấy, và anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Gần đây đây là cái lắp đít ghế nhựa ghế phụ ạ, ghế gọi là lắp nhựa đít ghế phụ của cao ti. Đấy, cao ti ở trên chỗ ạ. Đấy, rất nhiều lắp bị vỡ cái này thì em cũng không hiểu lý do vì sao nó vỡ, thì em không biết được, chỉ biết là anh em hỏng nhiều. Hôm nay update lên đây thì vui cho anh em, để anh em có nhu cầu mua ủng hộ em thôi. Đây, cái này lắp đít ghế nhựa cao ti 29 chỗ ạ. Đấy, hàng rất là dày dặn luôn. Nhựa thì nhựa này thì nhựa rất là đẹp ạ. Đấy, không có là mơ viên mơ vùng gì cả mà rất là đẹp luôn, nhìn dày dặn. Đấy, cái ghế này thì tại sao nó bị vỡ thì phải hỏi các bác tài thôi, còn em thì em không chuyên sâu về những cái vấn đề tại sao nó vỡ cái này được. Những cái khác thì em biết, những cái này thì em chịu thật rồi. Thế nên hôm nay chỉ biết là review lên đây cho các bác, có nhu cầu thì các bác mua thôi. Các bác nhớ nhu cầu thì ủng hộ em nhé. Đấy, em liên hệ cho em theo số điện thoại là 0978823083 và 0978823038. Cũng như là điện thoại máy bàn hotline là 0243861646. Đấy, cũng như là toàn bộ cái trang fanpage của em. Đấy, nhà em chuyên phân phối kinh doanh tất cả các loại phụ tùng ô tô, từ đồ chơi đến gọi là phụ tùng. Đấy, những cái gì mà khó khăn nhất, độc nhất thì các bác cứ liên hệ với em và gửi Zalo cho em hai số đây. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều đến với phụ tùng ô tô Nhật Đức. Và hẹn gặp lại các bác ở sản phẩm tiếp theo ạ.